Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tôi xin trình bày phần thứ ba, đó là bí tích thêm sức của giáo sư Trần Trung Ngọc. Sách Giáo lý Công giáo viết về bí tích hay nhiệm tích thêm sức, trang 180 đến trang 183, viện dẫn một đoạn trong Thánh Kinh. Khi hay tin dân xứ Samari đã đón nhận lời Chúa, thì các tông đồ ở Gia Liêm liền phái Phêrô và Gioan tới. Các vị này liền xuống xứ Samari và cầu xin cho họ được đón nhận Chúa Thánh Thần, bởi vì Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trong lòng một người nào cả. Họ chỉ mới chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giêsu mà thôi. Khi ấy Phêrô và Gioan đặt tay lên đầu họ, thì họ liền được đón nhận Chúa Thánh Thần. Tông đồ Công vụ 8:14-17. Rồi mô tả nghi thức làm phép thêm sức như sau: lúc bắt đầu cử hành nghi thức, Đức Giám Mục mà bước lên bàn thờ, đoạn quay mặt ra phía các kẻ chịu phép đang quỳ trước bàn thờ. Ngài giơ hai tay lên đầu họ để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn họ. Đoạn Đức Giám Mục đặt tay lên tay phải lên đầu mỗi người và lấy dầu thánh vẽ hình thánh giá trên trán mỗi người mà đọc rằng: Cha vẽ dấu thánh giá trên trán và sức dầu thánh cứu độ cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh và Thần. Khi chịu phép thêm sức, Chúa Kitô ban Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trong tâm hồn ta. Trong cả tôn giáo Roma, danh từ thánh đã được sử dụng một cách quá ư là bừa bãi. Bất cứ cái gì cũng có thể mang thuộc tính thánh. Giáo hội chứa đầy tội ác trong suốt 2000 năm lịch sử cũng được gọi là hội thánh. Các giáo hoàng sát nhân, trụy lạc, ăn cướp, loạn luân, vân vân cũng được gọi là đức thánh cha. Một cái hồn ma không ai biết, không ai nhìn thấy, vân vân cũng mang cái tên Chúa Thánh Thần. Cái thập giá dùng để xử tử hình các phạm nhân một cách man rợ nhất trong lịch sử loài người cũng được gọi là thánh giá. Một số việc gian cổng rắn cắn gà nhà cũng được phong làm thánh ca tô. Nước thường, dầu ô liu hay dầu thơm, bánh làm bằng bột rượu sau khi được ông giám mục hay linh mục hoa tay làm phép lẩm bẩm vài câu bằng tiếng Latin cũng hóa thành nước thánh, dầu thánh, bánh thánh, rượu thánh. Trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua, các ông tuyên ý Kitô mang nước thánh này đi rải lên các cỗ xe tăng và các khẩu đại bác của Hoa Kỳ trong nhiệm vụ cao cả giết càng nhiều người Việt càng tốt để vinh danh Chúa. Bảo vệ nền văn minh Kitô, nói tóm lại, bất cứ cái gì có bàn tay, kể cả các bàn tay nhơ bẩn của những kẻ vô đạo đức trong các giới chăn chiên, làm phép là để chúng đều mang thuộc tính thánh hết. Những chuyện làm phép này có khác gì những chuyện phù thủy làm không? Ấy thế mà trong lịch sử giáo hội Cato, giáo hội đã săn lùng, bắt bớ, tra tấn và thiêu sống hàng trăm ngàn người mà giáo hội gọi là phù thủy. Những người bị vu cho là làm những phép lạ không thuộc loại phép lạ của giáo hội. Nhưng mà tại sao các tín đồ có thể tin được những chuyện phi lý, huyễn hoặc như là làm phép trong Cato giáo? Thật ra chẳng có gì là khó hiểu. Nghệ thuật lừa dối của giáo hội rất tinh vi. Mới đầu, từ khi mới sinh ra đời, tín đồ đã được các ông linh mục với sự phụ giúp của các bậc cha mẹ kém hiểu biết nhồi vào đầu óc cái mặc cảm tội lỗi và hứa hẹn một sự cứu rỗi của Chúa Kitô. Bản chất của sự cứu rỗi này chỉ là một cái bánh vẽ trên trời, theo như nhận định của mục sư Annie Ringard, nhưng lại rất hấp dẫn đối với những người đầu óc yếu kém cần đến một cặp nạn để giúp cho mình lê lết trên cuộc đời. Một khi ăn phải bả cứu rỗi rồi thì tín đồ không còn có thể suy nghĩ gì khác, tất cả đều phải nghe theo mọi giải thích của giáo hội, bất kể những giải thích này phi lý đến đâu, nếu muốn được lên thiên đường cùng Chúa. Cho nên khi giáo hội dạy rằng Chúa hoặc Đức Thánh Cha đã ban cái quyền làm phép cho các giám mục, linh mục
trong mọi nghi thức thực hành các nhiệm tích, thì tín đồ chỉ có việc nghe theo và bắt buộc phải tin. Không tin thì bị giáo hội khai trừ ra khỏi hội thánh, nghĩa là giáo hội đã nắm cấm Chúa, không cho phép Chúa được cứu rỗi những người này. Những điều phi lý có tính cách mê tín trịch thượng cướp quyền Chúa này vẫn còn nhiều triệu người trên thế giới tin. Tuy nhiên, cũng đã có cả triệu người gồm đủ các giới trong Cato giáo Roma từ Hồng Y trở xuống không còn tin nữa, và họ đã hoặc bỏ đạo hoặc viết sách vạch trần những sự lừa dối trong nền thần học Kitô giáo. Tuyệt đại đa số những cuốn sách thuộc loại này là do những tác giả và giới lãnh đạo trong Kitô giáo viết, chứ không phải do những người ngoại đạo viết. Bây giờ chúng ta hãy trở lại nhiệm tích thêm sức. Tôi xin nhắc để chúng ta cùng nhớ rằng, trong nhiệm tích rửa tội, vị linh mục làm lễ đã 5 lần 7 lượt làm phép đuổi Satan ra khỏi đứa con nít, nhường chỗ cho đức tin Đức Chúa Thánh Thần ngự vào. Và sách giáo lý Công giáo cũng khẳng định là khi chịu phép rửa tội rồi, ta được Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tới ngự trong tâm hồn. Người giáo hổ trở nên đền thờ Chúa ngự. Nhưng đoạn mà sách giáo lý Công giáo trích dẫn từ Thánh Kinh ở trên lại cho chúng ta biết vì lý do nào mà tín đồ phải chịu làm lễ thêm sức. Bởi vì Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống trong lòng một người nào cả. Họ chỉ mới chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Giê-xu mà thôi. Điều này chứng tỏ là trong lễ rửa tội, Chúa Thánh Thần chưa tới ngự trong tín đồ. Kết luận: những chuyện làm phép như của người, phép của người giới linh mục trong lễ rửa tội là do giáo hội bày đặt ra để lừa dối đám tín đồ, với mục đích chính là tạo những quyền lực thần thánh giả tưởng cho giới chăn chiên. Còn nữa, đoạn mô tả nghi thức làm lễ thêm sức viết: ngài Đức Giám Mục giơ hai tay lên đầu họ để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn họ. Như vậy là trong tâm hồn của đứa trẻ đã rửa tội không hề có Chúa Thánh Thần, nên đến khi 15-16 tuổi, lúc làm lễ thêm sức, nó mới được Đức Giám Mục cầu xin, nghĩa là sai khiến Đức Chúa Thánh Thần xuống ngự trong tâm hồn nó. Vậy lễ rửa tội hoàn toàn vô ích, và những điều giáo hội dạy về lễ rửa tội là không thực. Nếu lễ rửa tội đã là vô ích thì có gì bảo đảm là lễ thêm sức có ích? Và có gì bảo đảm là Chúa Thánh Thần chịu nghe theo lời sai khiến của ông giám mục xuống ngự trị trong tâm hồn đứa trẻ? Không có gì bảo đảm cả. Trái lại, đó cũng là chỉ là một luận điệu thần học lừa dối những đầu óc thấp kém. Vì chúng ta cũng đã biết trong nghi thức truyền chức linh mục, khi mà đứa trẻ sau khi chịu lễ rửa tội rồi lễ thêm sức, lớn lên muốn làm linh mục, thì lại có cảnh Đức Giám Mục im lặng đặt tay trên đầu mỗi người sắp được phong làm linh mục và cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ. Điều này chứng tỏ một cách rõ ràng là trong lễ rửa tội và lễ thêm sức, Chúa Thánh Thần không hề nghe lời sai khiến của ông giám mục xuống ngự trong những đứa con nít và những đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Giả thử chúng ta tin vào một cái chuyện hoang đường là có Chúa Thánh Thần thật và người xuống ngự trị những tín đồ thật, thi hành lệnh cầu xin của các ông giám mục hay linh mục trong những lễ tiết như rửa tội, thêm sức và truyền chức linh mục, thì những điều tôi vừa phân tích ở trên đã chứng tỏ rằng sau mỗi lễ tiết, Chúa Thánh Thần lại bỏ các tín đồ đi chơi chỗ khác, thăm người tình cũ là Mary chẳng hạn, đến khi cần thì lại được mấy ông giám mục mà linh mục gọi về, về trong vài phút rồi lại bỏ đi. Cuối cùng, trong người tín đồ chẳng bao giờ có Chúa Thánh Thần ngự cả. Đây là điều rất hiển nhiên. Linh mục mà Joseph Amsicap đã nhận ra sự hoang đường trong nhiệm tích thêm sức, nên đã viết trong cuốn Sự thật về giáo hội Cato như sau: nhiệm tích thêm sức tiến hành theo cái lý thuyết đáng kính phục là khi đứa trẻ đến hoặc gần đến tuổi dậy thì nó cần phải được thêm sức. Có vẻ như là chúng ta kêu ca một cách khiếm nhã, nhưng chúng ta thật lấy làm ngạc nhiên tại sao Đấng toàn năng
là chỉ ban cái sức này qua trung gian của một ông giám mục, và như là một mà phần của một lễ tiết rất cổ lỗ và hoàn toàn không thể hiểu được đối với đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên, nhiệm tích chỉ là một phần của hệ thống nhằm nâng cao giới linh mục, tạo cho họ những sự lợi ích to lớn trên đám tín đồ thông thường. Mục đích chính của việc này bày đặt ra các nhiệm tích đúng là như vậy, chẳng qua chỉ để đưa giới chăn chiên lên một địa vị tự phong thay thánh, thay thần, thay chúa, rồi dựa vào đó để mà thống trị đám tín đồ thông thường, dùng chúa, dùng thánh, dùng thần làm cái bung sung để bất cứ trong trường hợp nào cũng có thể đưa chúa ra làm cái bình phong chống đỡ cho những hành động phi thánh, phi thần, rất thế tục, đượm nhiều màu sắc mê tín của những người có nhiệm vụ chăn dắt con chiên. Đó là cái phần bí tích thêm sức. Xin hẹn clip sau để mình làm từng phần đi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.